Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình On Green. Tôi Trần Lê Duy Nhất hôm nay sẽ chỉ cho các bạn ba bài tập về ba cái động tác tôi thấy thường gặp ở các golfer nghiệp dư. Thứ nhất, tôi thấy là các golfer nghiệp dư thường bị lỗi chuyển trọng lượng không tốt, nghĩa là họ chuyển trọng lượng bằng cách sàng hông như thế này. Thì là lúc mà sàng hông như vậy thì thường sẽ tạo cho golfer góc đánh rất là sâu và dễ bị chấn thương cùi chỏ với tiếp xúc bóng không được chính xác. Và cái lỗi thứ hai tôi gặp là động tác đẩy hông về đằng trước lúc downswing, là động tác như thế này. Thì động tác này sẽ tạo cho golfer những cú đánh hụt vào cổ gậy, gọi là những cú shank, vì họ không có giữ được góc nghiêng của người và họ cố tạo tốc độ bằng cánh tay nhiều quá, thì thường là người sẽ bật lên như thế này, thì là sẽ đưa cổ gậy vào trong bóng. Và động tác thứ ba mà tôi thấy nhiều golfer nghiệp dư thường có là động tác chicken wing như thế này. Thì chicken wing xảy ra lúc các golfer cố gắng giữ cho tay mình thẳng quá. Thì lúc các golfer cố gắng giữ cho tay quá thẳng thì đến một lúc nào đấy thì cái tay trái của các golfer sẽ hướng lên trời như thế này, thì là tạo cho họ cái động tác chicken wing. Cách tập cho hai động tác đầu thì các golfer có thể tập ngay tại nhà chứ không cần ra đến sân tập. Các bạn có thể lấy một quả bóng như thế này, một quả bóng tập yoga hoặc là tập trong gym mà các bạn thường thấy. Các bạn để sát tường và hơi tì nhẹ hông trái của mình lên trên quả bóng. Đừng có ép quá sâu, mà chỉ hơi nhẹ để quả bóng đừng có rơi thôi. Và các bạn có thể backswing. Và trong lúc backswing thì các bạn cố gắng giữ quả bóng ngay trên tường. Nếu các bạn bị động tác sàng hông thì quả bóng sẽ rớt xuống như thế này. Bài tập này sẽ thực hiện như thế này. Và các bạn cố gắng cảm giác là mình đã chuyển được khoảng 80% trọng lượng lên trên chân phải nhưng mà không bị sàng hông ra phía sau. Và bài tập thứ hai cũng cần quả bóng như thế này. Thay vì để kế bên hông trái thì chúng ta có thể để đằng sau lưng. Và chỉ cần hơi tì hông vào trái bóng để giữ cho trái bóng đừng có rớt xuống. Và các bạn có thể swing đến lúc finish, giữ quả bóng trên tường. Thì các bạn thấy là tôi bắt buộc phải giữ cái góc từ lúc set up đến lúc tiếp xúc bóng và lúc follow through giống nhau, thì lúc đấy quả bóng mới ở trên tường. Còn nếu các bạn bị lỗi đẩy hông về đằng trước thì trái bóng sẽ rớt xuống. Thì rất quan trọng khi giữ được quả bóng trên tường, điều đấy sẽ giúp cho các bạn giữ được cái góc của cơ thể tốt hơn trong lúc swing như thế này. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn động tác thứ ba,
để hy vọng sửa được lỗi chicken wing. Lúc mọi người cố gắng giữ cánh tay thẳng quá thì là cái cánh tay trái sẽ không được di chuyển theo cái quỹ đạo tự nhiên của nó mà hướng lên trên trời. Thì các bạn cố gắng swing một nửa, thay vì swing hết động tác thì mình chỉ swing một nửa. Và đến lúc follow through, các bạn cố gắng hướng cái cùi chỏ trái xuống mặt đất. Thì như thế này, các bạn sẽ không có bị hở cái cánh tay trái lên và bị động tác chicken wing. Thì các bạn có thể đánh một vài cú half swing như thế này và cố gắng giữ cùi chỏ trái xuống dưới. Thì lúc đấy đầu gậy sẽ đi theo quỹ đạo tự nhiên của nó và chúng ta không có bị hở cái cánh tay trái ra. Thì các bạn có thể ra sân tập và tập động tác này, hoặc vẫn có thể ở nhà tìm một chỗ trống nào đấy và cứ làm như vậy thôi. Cùi chỏ trái luôn hướng về phía mặt đất. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một lỗi tôi thường thấy gặp ở driver. Đó là cách setup, và cách setup cũng ảnh hưởng nhiều đến lúc mọi người tiếp xúc bóng. Cái lỗi tôi thường thấy các golfer nghiệp dư gặp lúc đứng setup driver là họ đứng setup như là đánh gậy sắt. Nghĩa là đứng setup thẳng như thế này. Thì lúc đứng setup thẳng như vậy sẽ làm cho đầu gậy đi xuống bóng thay vì đi lên trên. Nhưng lúc chúng ta đánh driver thì chúng ta cần đánh bóng lúc đầu gậy đang đi lên trên, vì quả bóng đang nằm trên không chứ không phải là nằm dưới đất. Các bạn lúc setup driver thì cố gắng đưa hông trái về phía chân trái một tí. Lúc đấy sẽ làm cho vai phải hơi nghiêng về đằng sau. Động tác này sẽ giúp cho các bạn có một góc để tiếp xúc bóng cao hơn và đánh bóng lúc đầu gậy đang đi lên. Thì các bạn cứ đứng vào bóng như bình thường, nhưng hơi đẩy hông trái về phía bên trái chừng 2 cm. Hy vọng sau các tip tôi vừa chia sẻ, các bạn sẽ hoàn thiện hơn cái lỗi swing thường gặp ở các golfer nghiệp dư. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình On Green lần sau.